Chào các bạn. Bây giờ là 15 giờ 34 phút thứ ba ngày 11 tháng 5, tức là ngày 29 tháng 3 năm Tân Sửu. Đến thời gian này chắc là các bạn đã đều biết cái tình hình diễn biến của xã hội nó như thế nào rồi. Mình không nói đến nữa. Nó buồn quá các bạn ạ. Vậy bây giờ trong đầu ai cũng đều lăn tăn một vấn đề. Chúng ta có làm vải hay chúng ta bỏ? Nếu như mình thì mình vẫn làm. Còn các bạn, bạn nào cảm thấy không làm nữa thì chúng ta bỏ. Nhưng đến giờ này mà chúng ta bỏ thì tiếc quá các bạn ạ. Chặng đường chúng ta đã đi đến 90, 80-90% rồi, bây giờ chúng ta bỏ thì chúng ta mất hết. Nếu chúng ta bỏ giống như vườn nhà mình năm ngoái, mình bỏ ngay từ khi đậu hoa, hoa quả nó kém mình đã bỏ ngay. Mình không làm nữa. Nhưng đã làm đến bây giờ rồi. Vải thiều đã bắt đầu vào cùi rồi mà chúng ta bỏ thì chắc chắn vải chúng ta sẽ không bán được, sẽ bị sâu cuống, sẽ bị hỏng hàng loạt, thậm chí lúc chín sang tháng 6 dương lịch, khoảng độ tháng sau mưa ẩm nó sẽ thối hàng loạt, bởi vải thiều rất là khó làm. Vậy bây giờ mình sẽ đưa ra một số những phương pháp chúng ta tham khảo xem như thế nào, làm hay bỏ, hay chúng ta vẫn có phương pháp làm. Nếu như nhà mình hoặc như các bạn mà số lượng vải nhiều như này, hàng chục tấn như này, mà cái tình hình diễn biến của xã hội nó phức tạp như này, thì có lẽ theo mình nghĩ các bạn nên sấy. Chúng ta xây lò sấy, có thể một gia đình mình hoặc là một vài người chúng ta hợp tác với nhau, chúng ta sấy. Thì bây giờ chúng ta xây lò sấy vẫn kịp. Trường hợp thứ hai, chúng ta không xây lò sấy rồi chúng ta cũng có thể do diễn biến phức tạp nó càng căng hơn, thì chúng ta có thể không phun thuốc bệnh hoặc là phun ít. Nhưng mà theo mình nghĩ đến bây giờ chúng ta đã đi 80-90% rồi thì như thế cũng khó, cho nên chúng ta có thể là phun như sau: phun vừa phải, tỉa thưa thoáng. Đấy, rồi đến lúc bán, đó là hy vọng may rủi. Còn trường hợp thứ ba là như mình, thì mình vẫn làm bình thường. Thôi thì được ăn cả ngã về không. Cũng giống như người ta đánh bài đánh bạc, có bạn chia sẻ mà. Người ta đánh bài đánh bạc lô đề cờ bạc các kiểu cá cược, có thể hết hàng chục, hàng trăm, người ta còn làm. Bây giờ mình đầu tư một vườn hết vài chục. Thôi thì coi như là đánh bạc vậy. Còn vấn đề về COVID thì bây giờ nói thật nó đang bùng phát, đang phát diễn biến rất là phức tạp. Phức tạp khủng luôn các bạn ạ. Chưa đợt nào mình khủng như thế. Nhưng mà như chúng ta biết rồi, từ tháng 7 ở Đà Nẵng nó rất phức tạp. Nhưng mà may ở Đà Nẵng thì nó không được rộng. Tiếp theo, đợt vừa rồi ở Hải Dương cũng rất phức tạp nhưng chúng ta đều không chế được. Lần này thì nó phức tạp hơn những lần trước bởi vì nó rộng khắp ở nhiều tỉnh, thành phố. Bây giờ nó đang diễn biến, đang lây lan đây, đang bùng đây. Có thể đợt này bùng bùng mạnh nhất. Nhưng mình cũng vẫn có niềm tin. Bởi chúng ta biết là đảng chính phủ mình những đợt trước cũng thế, đều dập tắt, đều gọi là không chế được và đều quay trở về sản xuất ổn định được. Cho nên mình nghĩ mình vẫn có niềm tin, cho nên mình cứ làm. Còn anh em làm hay không là tùy. Thì các bạn. Thì bây giờ nó đang bùng phát thông thường. Nhưng chúng ta biết rồi, ở Việt Nam mình cứ một thời gian khoảng vài chục ngày sau chúng ta lại không chế được và cuộc sống lại trở lại bình thường. Thì bây giờ đang bùng phát cái vải Thanh Hà, chúng ta còn một tháng nữa chúng ta bắt đầu bán. Vải thiều này thì tháng rưỡi nữa. Thì từ giờ trở đi với một thời gian như vậy
thì theo kinh nghiệm của mình chúng ta sẽ khống chế được và chúng ta có thể giao thông giao lưu gọi là giao thương bình thường. Tuy nhiên nó sẽ hạn chế hơn bởi vì chúng ta bị thì thương nhân nước ngoài họ không đến mua, hoặc chúng ta cũng có nhiều cái khoảng cách, nhiều cái ràng buộc. Tóm lại là sẽ khó khăn trong quá trình giao lưu trao đổi thì giá sẽ bị rẻ, bởi như chúng ta biết rồi, thông thường được mùa đã mất giá, mà năm nay đã được mùa khủng như này thì rõ ràng nó sẽ không được. Tuy nhiên chúng ta phải làm thôi các bạn ạ. Thôi cố, đấy như mình nói, chúng ta mà không xác định được bán, chúng ta xây lò sấy đi, bỏ lò sấy. Nhà mình mà không có đất hay là ít, sản lượng ít thì một vài người tập trung, một vài anh em xây lò sấy với nhau. Chúng ta bán dần, thứ nhất chúng ta tích trữ lại. Hai là làm vừa vừa, tỉa thưa thoáng, rồi bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chúng ta lấy lại tiền phân, tiền thuốc sâu vậy. Còn ba như mình vẫn cứ làm. Tiếp theo mình nói về quy luật thị trường của vải năm nay có một điểm khác biệt so với mọi năm khác. Với Tây Nguyên thì mình vẫn thấy người ta chưa bán vải nào dưới 20.000 một cân. Ngoài Bắc mình cũng chưa thấy ai bán dưới 20.000 một cân. Cứ trung bình từ hai mấy, ba mấy, bốn năm mươi vẫn có. Tại 16, 70 hình như vẫn còn. Nhưng số lượng nhiều hay ít không biết. Còn chính thức hôm nay vợ mình đi bán lẻ, mình cũng không nghĩ nó lại thuận lợi như vậy. Cũng có thể là bây giờ mình đã tận dụng công nghệ thông tin. Thứ nhất, sau khi vợ chồng mình thu xong, mình đã chụp ảnh, mình đăng Facebook. Thì hầu như những người quen, họ hỏi mua đã lấy hết rồi các bạn ạ. Cho nên vợ mình chỉ việc mang ra ngoài đấy gần như ship hàng thôi. Còn một vài mớ ngồi tạm quanh quanh ở ngã ba Nghĩa Hồ. Thì hôm nay vợ mình bán tất cả là 50.000 một giá một cân. Vậy là thứ nhất, chưa năm nào chúng diễn biến phức tạp về Covid, năm nay diễn biến phức tạp hơn năm ngoái. Nhưng ở Hải Dương, VTC16 họ đã đăng video là có nhà bán cho hãng hàng không được 100.000 một cân. Còn giá các bạn từ 6-70.000, 5-60.000 là có. Còn trực tiếp hôm nay mình bán được 50.000 là đúng sự thật. Nếu như mình đăng Facebook của mình thì có thể là do vợ chồng mình gọi là gian lận đi. Nhưng kể cả có một chị, nếu các bạn ở quanh Nghĩa Hồ hoặc là chúng ta bán hàng vải ở đây, chúng ta biết nhà Tám Hà, nhà kích anh Hà chị Tám đấy, ngày xưa cũng là một điểm cân vải. Tất nhiên cái điểm cân vải nhà chị bây giờ cho chính đứa cháu nhà mình, đó là Lan Thường, nó thuê bán hàng phong thủy rồi thì chị không bán nữa. Chị cũng chia sẻ cái ảnh vải nhà mình và chị cũng nói là hôm nay bán ngay cửa nhà mình hay sao ấy, 50.000 một kg đấy. Rồi những người mua họ là những nhân chứng, dẫn chứng. Cho nên mình thấy một quy luật năm nay là vải được giá các bạn ạ. Còn bạn nào bây giờ chúng ta do dự bỏ hoặc không làm để tùy chúng ta thôi. Còn mình vẫn làm. Đó là quan điểm của mình. Còn nếu như mà bạn nào bỏ không làm mà sau này được giá chúng ta lại tiếc thì đấy là do chúng ta. Còn mình đã làm. Xưa nay mình làm gì? Mình không do dự, đã quyết là làm. Cảm ơn các bạn xem video. Mình đã hết ý kiến, có nỗi niềm tâm sự như vậy. Bây giờ các bạn xem thử cái vườn vải nhà mình ở trên tầm cao. Quay sang mặt bên này nó hơi chói một chút. Vải nhà mình chưa năm nào lại được nhiều hoa, nhiều quả như năm nay. Gần như có thể nói là 100% tất cả cây ra hoa. Còn một số cây vải thiều nó không ra được hết. Có một số ngọn thôi. Nhưng vải nhà mình năm nay là mình làm đúng lứa lộc, lứa hoa, cho nên vải rất là đều, không sai trùng cục, không thưa quả một. Và mình thích nhất là làm như thế này. Và chúc các bạn có quyết định sáng suốt nhất, tránh hiện tượng là bao giờ lo Covid bùng phát, không ai mua vải, bỏ vườn. Sau đến lúc Covid được khống chế, mọi người bán vải đắt, mình không có vải bán, lúc đấy lại bảo người ta may, rồi than thân trách phận. Rồi bạn nào quyết định làm thì quyết định như đánh bạc. Một là chúng ta được, hai là chúng ta không được, ba là chúng ta hòa lại được tiền phân tiền thuốc, bốn thôi làm cho vui.
Chứ còn thôi, duyên phận số trời. Thế nha.